Trang ơi. Trang. Anh Thái. Anh lại say à? Hôm qua mới say, hôm nay lại say tiếp. Đâu có, anh vẫn say từ hôm qua mà. Cầm lấy cái này, uống đi cho nhanh tỉnh. Anh mất bao nhiêu công mới say được, tự nhiên uống cái G360 Plus để vào để tỉnh à? Không được. Mà bố em đâu? Sao anh không đưa bố em về? Anh sẽ đưa bố em về, nhưng mà bây giờ em phải ra quán với anh. Nhanh khẩn trương. Sao vậy? Ra đây làm gì? Ra đấy chọn xem ông nào là bố em cái. Nằm thường lượt ra đấy, không biết ông nào là bố em để đưa về. Không biết ông nào là bố em để đưa về.